Mấy cái này anh Vĩnh cũng đã giao lưu thành công rồi các bạn. Anh Vĩnh sắp tới đây anh Vĩnh sẽ về thêm một lô mới nữa. Các bạn có nhu cầu gì thì hãy liên hệ với anh Vĩnh. Hoặc là liên hệ với Hải Vũ, Hải Vũ sẽ hỗ trợ số anh Vĩnh cho các bạn.
tùng. Điện dũng quá. Nên có cái đồ nghề chuyên đọc không? Cái cây này cũng không bị cái này mà hơi hồ hoài chứ, đúng không? Cái cành có bỏ bên cạnh, mà cành nên chọc mát. Khi tôi đánh thử được cành đó là tôi cái cắt cành này y. Đủ mà chết mẹ em đi chụp mệt. Và rồi clip này thì anh nghệ nhân đang đã làm xong hoàn thiện tác phẩm này rồi các bạn xem lại. Và Hải Vũ đang làm 3 clip tác phẩm lũa hơi thân. Cho cây mai các bạn, cây mai có cái dáng rất là đẹp. Cây mai mình chuẩn bị trang bị lại cho chơi Tết 2019. Các bạn xem lại, xem kỹ lại. Và nếu các bạn trong thời gian làm 3 clip này cùng một lúc thì những chi tiết thiếu sót thì các bạn
đăng ký kênh và tìm hiểu hai clip kia. Hải Vũ đang làm rất là cặn kẽ cho các bạn xem, từ khi đắp lũa cho đến khi pha màu và chà nhóm đầy đủ hết cho các bạn. Mình đang làm 3 clip đắp lũa trong cho cây mai các bạn, 3 tác phẩm khác nhau. Bạn xem kỹ lại, những cái lũa này rất là đẹp. Và clip này thì đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Cảm ơn anh nghệ nhân Đan đã tạo ra những tác phẩm rất là đẹp cho anh em chúng ta chiêm ngưỡng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này về máy mình các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.